một câu hỏi cho thì hiện tại, tức là mọi người đang thấy em song hành, ví dụ như bây giờ lướt TikTok nhiều, ekip nói đó, lướt TikTok thấy Bạch Phong Thanh hát nhiều quá. Vậy thì nhiều người sẽ hỏi rằng là vậy bây giờ Bạch Phong Thanh sẽ phải cân như thế nào đây cho việc diễn xuất và ca hát, và bây giờ thì còn là đảm nhận thêm vai trò MC nữa. Cũng may là trong cái giai đoạn này cái TikTok nó đang phổ biến, thì cái hình ảnh của mình được đến gần với mọi người nhiều và nhanh hơn. Trước đây em cũng làm ba cái mảng này nó như nhau nhưng mà nó không có cơ hội tiếp cận. Còn bây giờ thì mình cũng biết rồi, cái tốc độ phủ sóng của TikTok nó vừa ngắn mà nó vừa rất nhanh. Thì em cũng cảm ơn TikTok giúp em xác định cho khán giả biết là em đang làm cái gì. Nhưng mà sẽ có những khán giả lăn tăn là không biết em đang tập trung vào cái gì. Thì có dịp em sẽ muốn đính chính. Em muốn cho mọi người biết là em tập trung cả ba mảng, cả hát, cả diễn và cả làm người dẫn chương trình. Nhưng mà đúng là cái đam mê đầu tiên của em là ca hát. Và đồng ý là ở thời điểm này em đang gần như tập trung hơn 80% vào chuyện hát. Nói như vậy không có nghĩa là em sẽ không đóng phim hay là em không dẫn chương trình. Nhưng mà ở hai cái mảng kia nó đòi hỏi nhiều cái sự gọi là tập trung hơn. Thời gian. Có nghĩa là ví dụ như hát, để em tập trung vào một bài hát và một cái show diễn, theo em nó sẽ không mất quá nhiều thời gian khi mà em tập Đúng rồi, trung vào chính xác. một nhân vật hay là một chương trình truyền hình. Thì để dành thời gian cho phim và MC thì em phải tốn nhiều hơn. Còn bây giờ hát thì em có thể hát mỗi tuần. Thì những cái lúc em vừa làm nó cũng là một cái lúc mà em thu thập thêm kinh nghiệm. Cho nên bây giờ khi mà về phim và MC em sẽ phải cân nhắc và chọn lọc hơn. Đúng rồi. Với lại thêm nữa, ngày trước á, em làm với cái mức độ, cái này là thật sự anh cũng thẳng thắn để nói với em rằng là tại vì trước đây có thể cái tên Bạch Công Khanh nó sẽ đến với một bộ phận khán giả nào đó thôi, nhưng mà bây giờ nó rộng rãi hơn rồi, show nhiều hơn rồi, phim nhiều hơn rồi, cho nên là cái quỹ thời gian của em nó sẽ cũng ít đi đấy, cho nên là cái việc cân đó nó cũng sẽ là một cái áp lực dành cho Bạch Công Khanh. Ở đây nhá, có một cái câu hỏi và cũng như là một cái nhận định mà anh đã nốt lại đây này. Một vị khán giả đây, rất nhiều khán giả đã bình luận rằng ông hát hay hơn ca sĩ và diễn giỏi hơn diễn viên, rốt cuộc Bạch Công Khanh là ai? Cảm xúc khi nghe cái câu này như thế nào em? Nó vừa vui mà nó cũng vừa hơi hơi buồn. Ồ. Buồn là bởi vì trời ơi, sao mấy lâu nay Khanh làm gì mà mọi người không biết hả? Oh. Đó. Nói mình hát hay hơn ca sĩ, mình phải phân tích ra hai cái gạch đầu dòng. Hát hay thì mình vui đó. Nhưng mà hay hơn ca sĩ là sao? Là sao? Bây giờ mình nói trời ơi, tôi là ca sĩ mà, thì có những người họ ghét mình, họ sẽ không công nhận. Ủa, ca sĩ gì đâu, không có bài hit gì hết. Cho nên em cũng không muốn phân tích nhiều về cái câu này. Chỉ là em cảm thấy hơi hụt hẫng một tí khi mà nhận được những cái nhận xét này. Rốt cuộc em là ai? Thì thôi, em là một nghệ sĩ, em có thể làm được nhiều thứ. Em là một nghệ sĩ đa năng. Không quan tâm mọi người đang chỉ biết em là cái gì. Chỉ cần mọi người biết em là cái đó và em làm cái đó tốt nhất là được rồi. Những người biết em là ca sĩ, thấy em hát hay là được rồi. Có thể họ không xem phim Việt Nam. Thì để cần thêm nhiều thời gian khẳng định cho họ em còn là một diễn viên nữa, thì em nghĩ rằng nó không phải là quá cần thiết. Bởi vì họ đang công nhận em hát hay, thì em sẽ hát hay đến mức mà hơn cả cái khả năng của em cho họ nghe. Còn những người chỉ biết em là diễn viên thì em sẽ chinh phục họ bằng con đường diễn xuất. Còn tất nhiên nếu như mà ai cũng biết em làm được ba mảng thì nó quá tốt. Quá tốt đúng không? Dạ. Không, như anh thấy đó là một cái cơ hội quá đẹp rồi. Bởi vì sao ạ? Em vừa có khán giả của Bạch Công Khanh diễn viên, em vừa có khán giả của Bạch Công Khanh ca sĩ, rồi em vừa có khán giả của Bạch Công Khanh MC nữa, thì bây giờ nó tổ hợp lại là rộng khắp luôn á và lớn lắm. Dạ, anh hy vọng là thế.